Chào mừng các bạn đến với máy chế biến gỗ công nghiệp. Hôm nay mình giới thiệu các bạn dòng máy khoan đố xéo hai đầu SMXD2002ID. Máy với thiết kế cấp phôi tự động, hai đầu khoan thiết kế có thể xây độ theo yêu cầu của sản phẩm. Hệ thống xi lanh kẹp phôi chắc chắn giúp đưa phôi ổn định trong quá trình sử dụng. Băng tải đưa phôi đến từng vị trí, sử dụng motor sẹp vô điều khiển đảm bảo chính xác đến từng vị trí. Và hành trình và độ sâu khoan dễ dàng điều chỉnh. Độ dày phôi làm việc tối đa là 45mm, phôi ngắn tối thiểu là 300mm và phôi dài tối đa là 1000mm. Máy với trang bị màn hình chạm giúp dễ dàng thao tác và tích hợp báo lỗi hiển thị trên màn hình, dễ dàng xử lý lỗi. Quý khách hãy liên hệ ngay số hotline 0903 600 113 để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Cảm ơn các bạn.